Mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Và lần đầu tiên cho phép Minh Hải xin gửi đến toàn thể cô chú anh chị đang xem video ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Hôm nay thì Hải sẽ đến cho cô chú anh chị một ngôi nhà phố ở đường nhánh Huỳnh Thúc Kháng, căn L6 căn 15. Cách mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng của chúng ta này cô chú anh chị nó tổng khoảng là hơn 50 mét thôi. Đây là mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng ha. Để đến ngôi nhà này thì chúng ta sẽ đi Trạm Bùi Tháng Tư qua cầu Dầm Chư là đường Huỳnh Thúc Kháng. Chạy thẳng vô mà tới cái tiệm sửa xe tí đó của chú anh chị là quẹo vô đây ha. Lộ hiện hữu đây là 5m, lề là 3m nha. Ở đây mình có một cái căn nhà phố vừa mới hoàn thiện xong, rất là đẹp luôn. Có diện tích là ngang 5m, dài 18,2m, là thổ cư 100%, nhà hướng Tây Bắc nha. Xây dựng rất đẹp của chú anh chị. Nó có cổng rào sắt thông tin điện ha, bốn cánh. Nó có một cái sân đậu xe ô tô. Sân đậu xe ô tô này thì có chiều dài 5m. Ở đây thì cô chú anh chị có thể là đậu một chiếc ô tô, chiếc 7 chỗ vẫn được nha. Khá là rộng rãi nè. Cổng nhà trước thì chủ xây lên cao tầm khoảng là hơn 4m luôn, nhìn rất là cao luôn. Cổng chính của ngôi nhà thì chủ thiết kế cổng nhôm Sifa, bốn cánh kết hợp với kính cường lực nha. Bên cạnh đó thì có thêm một cái cửa Sifa, cửa nhỏ thôi, một cái ô vòng tròn ha, rất là phong cách của chú anh chị. Mặt tâm cấp thì chủ lót đá granite dân mây ha. Phía bên trong ngôi nhà của chúng ta, nhà của chúng ta thì có phòng khách chủ chừa tầm khoảng là 20m². Ở đây thì phòng khách chủ là một cái điểm nhấn rất là đẹp luôn. Có kệ tivi, tủ gỗ ha. Trên tường thì chủ ốp những cái nhựa PVC vân mây. Trang bị cho chúng ta tủ gỗ, tủ kính để trưng bày rượu, bình bông hoặc là những quyển sách ở đây cho rất là xinh đẹp của chú anh chị. Tiếp đến thì chủ đã bố trí cho chúng ta một cái bộ sofa, hai cái bàn ha. Trần nhà thạch cao, hộp vuông kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng nhìn rất là tinh tế nha. Ngôi nhà này thì chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ 990 triệu của chú anh chị. Nhánh Huỳnh Thúc Kháng, phường Vĩnh Quang. Đây là khuôn viên phòng khách của chúng ta ha, rất là đẹp. Gạch lót nhà thì chủ bố trí gạch 6 tấc bóng kính dân mây, có màu nâu xám nha. Tiếp đến thì đó chính là không gian nhà bếp của chúng ta. Nhà bếp này thì chủ chừa tầm khoảng là 20m² luôn. Đây, không gian bếp nha. Ngăn cách giữa phòng khách và bếp đó chính là cái vách ngăn cầu thang và cái vách gỗ này ha. Ở khuôn viên bếp thì chủ bố trí tủ bếp trên và tủ bếp dưới cho chúng ta nè, nhìn rất là đẹp. Màu gỗ tối của chú anh chị. Kết hợp với đèn led ha, tạo ra một không gian gọi là sang trọng và quý phái nha. Ở dưới dạng cầu thang thì chủ làm những cái hộc tủ gỗ để chúng ta có thể trưng bày vật dụng điều thích ha. Đây, cái bên nữa thì chủ còn làm tặng cho chúng ta một cái máy hút khói nè. Mặt kệ bếp thì chủ làm đá granite bóng kính dân mây đen nè. Mặt dựng thì chủ làm đá bóng kính. Ở dưới thì mình có một cái phòng ngủ nha. Một phòng ngủ này thì nó tầm khoảng là 12m². Đây, nhìn rất đẹp của chú anh chị. Ở đây thì chủ gắn chân thịt cao với hệ thống đèn led. Và chủ đã gắn sẵn dây để chúng ta về gắn máy lạnh vô là đẹp của chú anh chị ha. Khỏi phân thường nữa. Cửa nhà thì chủ cũng làm cửa gỗ luôn ha. Tiếp đến thì chúng ta có một cái toilet ở tầng dưới. Cái toilet này cũng khá là rộng rãi nha. Bề ngang tổng khoảng 1,5, dài là 3m. Ở đây thì chủ ốp gạch lên tới trên trần, đụng trần thạch cao luôn. Chủ đã trang bị sẵn cho chúng ta bồn cầu, lavabo và kính ha. Nhà của chúng ta còn có 2 mét thoát hiểm nha cô chú chị ha. Đây là cái lối thoát hiểm của chúng ta. Ở cái cửa phía sau thì chủ cũng làm cửa nhôm Sifa luôn nha cô chú anh chị, hiệu Kinh Long ha.
Nhà rất là đẹp, thiết kế nó rất là sang trọng luôn. Về lối đi cầu thang thì chủ làm balconic đen hết, mặt trên và mặt dựng luôn. Cầu thang thì chủ bố trí một cái thang tay vịn gỗ và kết hợp với kính cường lực ha. Ở phía trên này thì rẽ bên tay phải thì chúng ta có một cái phòng lớn nhất, đó chính là phòng master. Phòng này thì rất là rộng rãi luôn, nó chiếm tầm khoảng hơn là 36 mét vuông. Ở đây thì rất là rộng rãi và chủ bố trí một cái toilet ở phía trong. Toilet này thì chủ cũng đã ốp gạch lên tới trên trần luôn ha. Trang bị sẵn cho chúng ta những vật dụng của nhà vệ sinh nè. Ở phía trên phòng này thì chúng ta còn có một cái cửa sổ để mà cửa thông thoáng trong cái phòng của mình ha. Cửa sổ này thì chủ cũng làm hiệu Kinh Long luôn cô chú anh chị. Ở phía trước thì mình còn có một cái phòng nữa, phòng này cũng rất là rộng rãi ha, nó chiếm diện tích thì tầm khoảng là 30 mét vuông. Ở đây thì cũng có một cái nhà vệ sinh ở phía trong luôn. Tiếp theo thì chúng ta ra phía ngoài. Ở phía ngoài thì chúng ta có một khoảng không gian trống tầm khoảng trên 2 mét. Ở đây thì cô chú anh chị có thể bố trí được làm phòng thờ được không cô chú anh chị? Đây, căn nhà ở tầng trên ha. Tiếp theo thì chúng ta có một cái ban công ở ngoài, thì ban công này thì tầm khoảng 1 mét. Tất cả các đồ ở trong đây thì đều xài là nhôm sư pha hết cô chú anh chị ha. Đây là cái khu tái định cư L6 của mình, cách mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng tầm khoảng là 50 mét thôi. Nhà hướng Tây Bắc có diện tích là ngang 5 và 18,2, thổ cư 100%. Hiện tại thì chủ đang cứ bán với giá là 2 tỷ 990 triệu nha, có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Thì để thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì quý cô chú anh chị vui lòng có số điện thoại ghi trên clip nha. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.